Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Kiến Tạo Không Gian Xanh. Mình là Lộc đây, và ngày hôm nay mình là lại tiếp tục có mặt tại công trình tại Phú Giáo, Bình Dương các bạn. Thì đây là chúng mình đã thi công tiểu cảnh hồ cá coi ở phía sau lưng mình rồi các bạn, cho công trình nhà khách hàng. Và đồng thời trong clip ngày hôm nay, chúng mình sau khi mà ở tập 3 mình thì quay các bạn, chúng mình ở đây bảo trì bảo dưỡng lại cây cối cho tiểu cảnh hồ cá coi, đồng thời chúng mình sẽ làm thêm những cái tiểu cảnh ở bồn cây ở đây nữa. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Và đây là bồn cây nhà khách hàng các bạn. Đó, hiện trạng ban đầu á, thì cũng có một số loại cây rồi, nhưng mà tuy nhiên là nó mọc nó chưa được phù hợp lắm, chưa đẹp cái thẩm mỹ cảnh quan cho ngôi nhà của khách hàng lắm. Thì hôm nay chúng mình sẽ đến đây để trồng lại và kiến tạo lại luôn cho đẹp. Đó. Thì hên quá, may mắn quá, như ở đây có cái nguồn nước đó các bạn. Thì xíu nữa chúng mình sẽ làm một cái hệ thống tưới tự động để tưới chăm sóc cho nó luôn các bạn. Chứ bình thường là khách hàng của chúng ta là phải tưới bằng tay, thì các bạn thấy không? Khi mà chúng ta chăm sóc bằng tay, các bạn nhìn đất nè. Bạn thấy không? Rất là khô cằn nha các bạn. Nếu rất là cứng thì xíu nữa chúng mình sẽ cải tạo lại. Đó. Và đây là hai bạn kỹ thuật chúng mình đang bấn cái cây mít thì để qua trồng ở khu vực kia cho theo yêu cầu khách hàng, cho nó đẹp lại cái cảnh quan tại nhà khách hàng nha các bạn. Đó. Ở đây thì không biết có bạn nào chúng ta có cái kinh nghiệm mà chúng ta bấn cây các bạn. Thì khi bấn cây chúng ta sẽ bới xung quanh cái bầu cây các bạn. Chúng ta đừng có làm bể cái bầu, làm bể cái rễ cây. Ở đây chúng ta tưởng tượng đây là cây mít, thì chúng mình đang tạo ra một cái bầu. Thì xíu nữa các anh kỹ thuật sẽ bó lại rồi sẽ di chuyển cái qua cái vị trí khác để chúng ta trồng. Đó, cho tránh các bạn trường hợp là chúng ta cuốc bới trực tiếp vô cây các bạn, làm bể bầu cây, thì cây sau khi chúng ta trồng thời gian sau nó sẽ phát triển không có tốt. Còn khi chúng ta làm như thế này á, để nguyên bầu như này nó sẽ rất là ok nha. Bây giờ tiếp theo là chúng mình đang bấn tiếp cây cóc để di dời qua bên kia luôn nha các bạn. Và xíu nó có cây xoài kế bên luôn, mình cũng bấn qua luôn theo yêu cầu của khách hàng. Và qua bồn cây bên này thì chúng mình đang đào một cái bồn để tiến hành đào một cái gọi là gì, mình gọi là cái bầu đi, để tiến hành bấn cái cây mít từ bên kia qua bên này trồng cho nó hợp phù hợp hơn. Tại khu vực chỗ bên kia các bạn thấy không, nó cũng không có nắng á, trồng ngoài này nó nắng, nó trồng cây mít nó phát triển tốt hơn nha các bạn. Đó, với lại gia chủ cũng muốn đổi di chuyển cái cây mít rồi này luôn. Thì cái bên kia cái bầu chúng mình đo kích thước bao nhiêu thì mình qua bên này, chúng mình sẽ đào một cái lỗ kích thước tương tự như vậy. Đó. Thì xíu nữa các anh kỹ thuật liên hoan mình làm xong thì mình sẽ quay giới thiệu lại chi tiết hơn cho các bạn xem nha. Giờ mình đi ra để cho phụ các anh làm. Đây là chúng mình đang trồng cây mít qua vị trí mới nha các bạn. Đó. Thì cây chúng mình mới bấn lên vì đang còn nắng á, cây lá nó hơi héo xíu. Xíu nữa chúng mình sẽ tưới chăm sóc cho nó thì đầu nó lại xanh tươi tốt trở lại thôi. Đó. Thì anh kỹ thuật liên hoan mình đang bấn qua vị trí mới nè các bạn. Đây là chúng mình đang trồng cây xoài nha các bạn. Ở cái phía góc tường như thế này, để một thời gian nữa thì nó mọc, nó phát triển lên, nó tạo cái bóng râm ở cái khu vực này nha các bạn. Đồng thời nó che luôn khuyết điểm cái góc tường này luôn. Đó. Cây xoài là mới di chuyển cái bồn cây bên kia qua phía bên này nha các bạn. Ở đây là chúng mình sau khi trồng thêm những cây xoài, cây mít xong thì chúng mình sẽ tiến hành nhổ những cái cây cỏ dại rồi các bạn. Để xíu chúng mình cải tạo cái bồn cây này mới, và chúng mình sẽ trồng những thảm cỏ mới lên đây. Thì xíu nữa mình sẽ quay giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn nha. Đó, thì chúng mình đang nhổ cỏ dại ra nè các bạn. Đó, và đây là chúng mình đang dọn rác sạch sẽ cho cái bồn cây mới. Để một xíu nữa chúng mình sẽ tiến hành trồng thêm một số loại cây để cho cái cảnh quan bồn cây đây trở nên nó đẹp hơn nha các bạn. Đó. Và đây là một anh kỹ thuật liên hoan của mình đang lắp hệ thống tưới tự động cho cái bồn cây mới này nha các bạn. Đó.
thì chúng mình chia làm một số anh kia đang cải tạo là bồn cây, còn một số anh này thì anh này đang lắp hệ thống tưới. Đó. Thì ở nguồn nước này kỹ thuật riêng hai của mình là gắn cái tê các bạn, để chia ra làm hai nguồn, một nguồn là để cho cái vòi nước sinh hoạt nhà khách bình thường, còn nguồn kia là chúng mình lắp hệ thống tưới động để tưới chăm sóc cho bồn cây đó. Và đây là bồn cây mà chúng mình đã vừa bấn xong hết các loại cây qua bên kia nha các bạn. Đó. Bây giờ là chúng mình sẽ tiến hành trồng cỏ lá gừng ở khu vực cái bồn cây cũ đó nha các bạn. Đó. Thì đây là sau khi chúng mình cải tạo, chúng mình xử lý bấn hết cây qua bên bồn cây mới kia xong rồi các bạn. Chúng mình đổ một lớp đất mới, đất chi bát mới. Rồi bây giờ là chúng mình sẽ tiến hành trồng cỏ lá gừng. Đó. Thì đây hai bạn kỹ thuật riêng hai mình sẽ tiến hành trồng là cỏ lá gừng. Thì cái cỏ lá gừng á, cái cách trồng á, thì mình đã có làm một clip hướng dẫn rồi. Còn giờ mình chỉ quay nói sơ bộ thôi. Thì giờ là chúng mình sẽ xếp cỏ lá gừng xuống đất nè. Xong xíu chúng mình sẽ tưới nước và đầm nó lên. Và cỏ một thời gian bắt đầu nó sẽ bám rễ, nó sẽ phát triển rất là xanh tươi tốt nha các bạn. Ở đây là từng miếng cỏ lá gừng một nè. Đó. Và còn đây là bồn cây ban đầu trồng những cái loại cây trồng khách hàng mà chúng mình đã bấn trồng qua cuộn cây bên kia. Còn bồn cây này là chúng mình chỉ trồng cỏ lá gừng theo cầu khách hàng và lắp hệ tưới động nha các bạn. Đây mình quay sát các bạn xem nè, hệ tưới động là chúng mình lắp với những bét tưới xòe các bạn. Đây có chân cắm chúng mình gắn sâu như thế này, thì xíu nữa mình sẽ bật khởi động lên quay các bạn xem nha. Đó, ở đây là những bét tưới xòe để tưới cho cái bồn cây cũ chúng ta nè các bạn, tưới chăm sóc cho cỏ lá gừng. Thì cỏ lá gừng á, cái clip hướng dẫn cách trồng chi tiết á, chăm sóc chi tiết mình có làm một clip rồi, mình để lên phía bên dưới các bạn xem nha. Còn đây chúng ta tưới chăm sóc thời gian nữa đầu cỏ thích nghi á, nó sẽ phát triển rất là xanh tươi tốt, làm cái bồn cây nó sẽ xanh tươi mát hơn các bạn. Đó, các bạn thấy cái bé tí xè, cái bé tí xè nó hay cái chỗ là các bạn hãy chỉnh cái bán kính nó nè, các bạn cầm đầu các bạn xoay như thế này nè, sẽ to nhỏ tùy ý. Đây mình xoay các bạn xem nè, thấy không các bạn, thấy không? Ui cái này mình vặn rồi, để mình vặn lại, sorry. Đó, tưới đó các bạn. Đó, chúng ta chỉnh to nhỏ cái bán kính tưới nè các bạn, rất là ok nha. Đó. Khi cải tạo lại bồn cây ở đây, chúng mình trồng thêm những loại cây mới nè, rồi đổ đất, rồi trồng thêm tiếp tục cỏ lá gừng nè các bạn. Đó, thì một xíu nữa các anh kỹ thuật làm xong thì mình sẽ quay giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn nha. Và đây xin được giới thiệu các bạn bồn cây tại công trình nhà khách hàng. Chúng mình đã vừa mới thi công xong các bạn, hiện tại là một bạn kỹ thuật riêng hoán mình
sau khi thi công xong thì đang tiến hành dọn dẹp để cho nó gọn gàng sạch sẽ. Thì đây mình đang quay sơ bộ cái bồn cây mà chúng mình đã vừa thi công xong cho nhà khách hàng nha. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, sau khi cải tạo xong nhìn nó đã thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ hơn rất là nhiều nha các bạn. Đó thì bồn cây bên kia thì chúng mình đã bứng những cái loại cây trồng nhà khách hàng như là cây mít, cây xoài, cây cóc qua bên này để trồng lại, và những cái vị trí cây đó chúng mình chỉnh lại cho nó gọn gàng sạch sẽ, và đồng thời trồng thêm một số loại cây mới. Đó thì mình đang quay cái góc rộng cho các bạn xem nè. Đó thì bây giờ mình sẽ lại gần và quay chi tiết cho các bạn xem nha. Đó thì ở bồn cây bên này rất là đơn giản thôi, chúng mình sử dụng lại những cây có sẵn nhà khách hàng và trồng dặm thêm những một số loại cây mới. Chẳng hạn ví dụ đây là cây mai Vạn Phúc nè các bạn. Đó, cây mai Vạn Phúc cắt con đó, trồng dặm thêm những cây trúc nữ hoàng và lắp thêm tưới tự động để tưới chăm sóc cho nó. Thì các bạn có thấy không, hiện tại đây là những cái bồn cây đang dơ xíu, chúng mình sẽ vệ sinh lại sau. Còn đây thêm tưới động chúng mình sử dụng đó các bạn, là những bát tưới xòe 360 độ đã quay tưới chăm sóc cho toàn bộ cây. Ở đây thì cái bát tưới này, cái chỗ mình có thể chỉnh góc các bạn, nó tưới trong phạm vi thôi, nó không có ra cái bồn cây đó. Thì mình có thể vặn chỉnh cái đầu nè, mình đã quay nói rất nhiều clip nha các bạn. Đó, các bạn có thể chỉnh nè, tăng cái bán kính tưới to nhỏ tùy ý đó, tùy ý các bạn. Ok, mình quay tiếp bạn xem nha. Đó, chúng mình trồng dặm lại thì có một số loại cây chúng mình mới bấn mới trồng qua các bạn, thì nó chưa có được xanh tươi tốt, nó chưa thích nghi với môi trường sống mới, nhưng mà một thời gian tới thôi nó sẽ phát triển rất là ok nha các bạn. Đó, ví dụ như ở đây là có bụi cây dân sĩ chúng mình trồng chăm sóc ở đây nha các bạn. Đó, chỗ này chúng mình cải tạo lại đó, trồng gọn lại những cái bụi cây thiên điểu các bạn, hay là cây mỏ két trồng gọn lại. Còn chỗ này là hàng cây trúc quân tử chúng mình, nó bị cỗi rồi chúng mình bỏ đi, chúng mình tạo khoảng trống và trồng những cây gọn lại, trồng cỏ lá gừng, chải cỏ lá gừng và giữ lại những cây bông què nhà khách hàng. Ở đây giới thiệu các bạn hàng tưới động để tưới chăm sóc cho chúng rất là quen thuộc nha các bạn. Đó thì ở đây từ nguồn nước chúng mình xài một cái van khóa, chúng mình gắn sợi dây nè, van luôn mở nè, chỉ đóng khi có yêu cầu. Và khi yêu cầu là sao, từ cái cục lọc nước qua cục lọc để giúp lọc sạch nước lần nữa vào cái đồng hồ tưới, rồi mới vào phạm tự động. Thì cái đồng hồ tưới rất quen thuộc các bạn, Timer Super05, dán cái logo liên hoan của mình, ví dụ có trục chặt vấn đề gì đó, khách hàng liên hệ rồi chúng mình sẽ trao đổi qua video call ví dụ vậy đó, về có thể yêu cầu khách hàng đóng bật tắt cái này đó. Nhưng mà chúng mình đã cài đặt sẵn đây như thế này đó, các bạn thấy không, đồng hồ tưới cũng được cài đặt sẵn nha các bạn, để khi tới giờ nó sẽ tưới chăm sóc cho toàn bộ cây cảnh ở cái bồn cây này đó, các bạn thấy không. Nhà khách hàng các bạn thấy không, rất là rộng, cái bồn cây này ước tính phải dài khoảng mười mấy mét đó các bạn. Đó, trồng cây lại thôi, thì hiện tại đây cây mình mới trồng á nên nhìn nó chưa có được bung ra hết, tỏa hết cái vẻ đẹp của nó. Thì một thời gian tới nó, ví dụ có dịp mình xuống đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem, nó rất là ok nha. Đó, các bạn thấy view đây nào các bạn, rất là ok đúng không bạn. Đó, cái khoảng sân rộng này buổi chiều chúng ta thể ra đây vui chơi, gia đình vui chơi chạy nhảy ở đây rất là thoải mái các bạn. Đó, ví dụ ở đây còn có tiệc tùng, chúng ta đặt những cái bàn ở đây ngồi ăn tiệc rất là ok, có cây xanh xung quanh nữa rất là đã các bạn. Đấy, nhà khách hàng đó các bạn. Đó, hiện tại chúng mình đang quét dọn, còn phía bên này là tiểu cảnh hồ cá coi, thì mình đã quay giới thiệu cho các bạn xem ở những tập trước. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, xem nè. Nếu các bạn thấy clip này hay bớt thì đừng quên cho mình xin một like, một share và đừng quên subscribe kênh Kiến Tạo Không Gian Xanh, đúng không mình nha. Ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn nữa sau. Tạm biệt, bye bye.